Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Mở đầu phần tin sẽ là những tin tức liên quan đến tình hình xung đột Nga-Ukraine. Newsweek, lính Wagner rời Belarus sau tin ông Prigozhin tử nạn. Tờ Newsweek dẫn báo cáo của Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine và các hình ảnh vệ tinh cho thấy lính Wagner đã bắt đầu rời căn cứ tại Belarus sau sự ra đi của ông trùm Yevgeny Prigozhin. Báo cáo của Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine, cơ quan do lực lượng vũ trang Ukraine thành lập sau xung đột Nga-Ukraine, cho biết các máy bay chiến đấu và đoàn xe của Wagner ở Belarus đã bắt đầu di chuyển và có thể đang hướng tới Nga sau khi có tin ông trùm Yevgeny Prigozhin tử nạn trong vụ tai nạn máy bay. Báo cáo cho biết thêm rằng các cơ quan đặc biệt của Belarus đang cố gắng ngăn chặn xe của lính Wagner rời đi. Đài phát thanh Svoboda đưa tin rằng một hình ảnh vệ tinh chụp hôm 23 tháng 8, ngày ông Prigozhin gặp nạn, cho thấy khoảng 1/3 lều trại của Wagner ở Belarus đã được dỡ. Hình ảnh vệ tinh chụp tại căn cứ của Wagner ở làng Tsen, huyện Asipovichi, Belarus, gần biên giới Ukraine. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy rằng vào tháng 6, lính Wagner bắt đầu tới làng Tsen sau vụ binh biến thất bại. Theo Svoboda, trại Tsen gần đây có 273 lều và 101 lều trong số này đã bị dỡ bỏ. Svoboda ước tính mỗi căn lều có thể chứa khoảng 20 chiến binh. Điều này có nghĩa là khoảng 2.000 lính Wagner có thể đã di chuyển ra khỏi Belarus. Tương tự, nhóm giám sát quân sự độc lập Belarusskiy Hajun có trụ sở tại thủ đô Minsk của Belarus cũng nói rằng nhiều lều trại của lính Wagner đã được dỡ xuống. Newsweek cho biết đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Belarus bình luận nhưng chưa được phản hồi. Sáng nay 28 tháng 8, học sinh các cấp ở nhiều địa phương trên cả nước tựu trường. Trước đó một tuần, học sinh lớp 1 tựu trường trước để trẻ làm quen với môi trường học tập mới. Năm học mới, Hà Nội có trên 66.000 phòng học, tăng 846 phòng học so với năm học trước. Để giảm tải cho những điểm nóng, ngoài việc tạo sự thông thoáng về thủ tục để khích lệ các đơn vị đầu tư mở trường, lớp ngoài công lập, Hà Nội đang tính toán thực hiện các giải pháp nới diện tích dành cho trường học. Trong đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân đề xuất cho phép sử dụng cả tầng hầm để cải tạo tăng thêm quỹ phòng học cho năm học mới. Trong khi đó, năm học 2023-2024, thành phố Hồ Chí Minh có 2.325 trường với tổng 1.703.693 học sinh, tăng 35.055 học sinh so với năm trước. Số lượng học sinh tăng tập trung tại các địa phương như thành phố Thủ Đức, quận 12, quận Gò Vấp, quận Tân Bình, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn. Đây là khu vực đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh nên dân số tăng cơ học cao. Trong đó, cấp mầm non tăng 7.932 học sinh, cấp trung học phổ thông tăng 34.107 học sinh. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng làm tử vong 4 người, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tại Than Vàng Xanh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 770. Công điện nêu rõ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình công nhân bị nạn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, chú đáo, động viên kịp thời, hỗ trợ về vật chất tinh thần đối với gia đình người bị nạn. Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, tập trung khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, đơn vị tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự. UBND xã Công Đa, huyện Yên Sơn của tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8, một thiếu niên sinh năm 2007 có hộ khẩu thường trú tại thôn Đội 5, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn thuộc khu vực xã Công Đà. Thi thể của nạn nhân được người dân tìm thấy vào khoảng 7 giờ cùng ngày, cách khu vực gặp nạn hơn 100 mét. Gia đình đang làm thủ tục nhận thi thể để mai táng. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, vào đêm 27 và sáng sớm ngày 28 tháng 8, các khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và dông. Dự báo ngày và đêm 28 tháng 8, địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông.
lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây lũ quét, lũ ống trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất đá ở các sườn đồi núi và các ta luy dương có độ dốc lớn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, người dân cần phải thận trọng khi đi qua các ngầm tràn, tuyệt đối tuân theo sự chỉ dẫn của chính quyền địa phương và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cầu Vĩnh Tuy có chiều rộng mặt cắt ngang lớn nhất trong số các cây cầu bắc qua sông Hồng với 8 làn ô tô. Lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 30 tháng 8, nhân kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023 và 69 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023. Theo đó, để kịp tiến độ khánh thành, những ngày này trên công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, từng tốp công nhân đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục như sơn kẻ mặt cầu, lan can, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu ngành giao thông hoàn thành hồ sơ dự án gửi Cục Quản lý Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải để kiểm tra công tác nghiệm thu, thông báo phân luồng giao thông. Sau khi thông xe, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 được tổ chức giao thông một chiều theo hướng nội thành ra ngoại thành. Còn cầu Vĩnh Tuy 1 sẽ tổ chức giao thông theo hướng ngược lại. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 dài 3,5 km, rộng 19,25 m, quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Cây cầu mới được thông xe sẽ giảm tải cho cầu Vĩnh Tuy 1 thường xuyên bị ùn tắc. Thưa quý vị, thị trường bánh trung thu năm nay đã bắt đầu nhộn nhịp vào mùa. Tại Hà Nội, UBND thành phố vừa yêu cầu các cấp các ngành liên quan tổ chức thanh tra kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vi phạm chất lượng và điều kiện vệ sinh an toàn trong sản xuất kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, chú trọng vào các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu. UBND thành phố cũng yêu cầu xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo đúng quy định pháp luật trong quá trình thanh tra kiểm tra, kết hợp tốt, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, quy định pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức cộng đồng để đảm bảo an toàn thực phẩm. Dự kiến thời gian kiểm tra từ ngày 28 tháng 8 năm 2023 đến ngày 5 tháng 10 năm 2023 trên phạm vi tại 30 quận huyện, thị xã. Các quận huyện, thị xã tổ chức các đoàn thanh tra kiểm tra chuyên ngành hoặc liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2023 tại các xã, phường, thị trấn. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn, tổ chức ký cam kết trách nhiệm đảm bảo an toàn thực phẩm với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm theo quy định. Thưa quý vị, thông tư 24 của Bộ Công an quy định về việc cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 vừa qua. Sau gần nửa tháng triển khai, người dân ở nhiều địa phương trên cả nước đã rất phấn khởi bởi các thủ tục về nộp hồ sơ cấp thu hồi biển số xe ô tô được thực hiện nhanh gọn và hiệu quả, ghi nhận tại tỉnh Hà Nam. Hôm nay, ông Đoàn Ngọc Ánh đã đến Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Nam để làm thủ tục đổi biển số xe ô tô từ doanh nghiệp sang tư nhân. Thay vì thực hiện nhập thông tin thủ công như trước kia, giờ đây ông chỉ cần đọc mã số định danh. Cán bộ làm công tác đăng ký xe đã có thể kiểm tra đối chiếu nội dung trong hồ sơ đăng ký xe với thực tế xe, chụp ảnh phương tiện, scan toàn bộ giấy tờ liên quan và đồng bộ thông tin lên hệ thống đăng ký quản lý xe. Nay tôi có đổi cái biển từ xe công ty sang tên tư nhân, lên phòng giao thông là các chiến sĩ là làm rất nhiệt tình và hăng hái cho những người chủ xe như chúng tôi đi đến thuận tiện và nhanh gọn. Trong 10-15 phút là nó có kết quả. Thông tư 24 của Bộ Công an quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới có nhiều điểm mới đáng chú ý. Trong đó, thông tư 24 cũng quy định cho phép công dân từ 15 tuổi trở lên được đăng ký xe nhưng phải có người giám hộ. Tôi có nhấn mạnh những nội dung mới của thông tư số 24. Điển hình là cái việc biển số xe cấp theo mã định danh của chủ xe, gọi tắt là biển số xe định danh. Đây là một cái nội dung mới nổi bật của thông tư về công tác đăng ký xe, làm thay đổi toàn bộ cái phương pháp quản lý xe từ trước đến nay. Trước thì là quy định biển số gắn theo xe, nay thì là quy định biển số gắn theo người qua mã định danh.
Đấy, và nếu như mà chủ xe làm thủ tục mà chuyển quyền sở hữu mà không làm thủ tục mà thu hồi đăng ký biển số xe thì sẽ bị xử phạt về cái hành vi này. Xe cũng không làm thủ tục thu hồi khi mà chuyển quyền sở hữu xe ấy, thì chủ xe sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các chịu trách nhiệm trước pháp luật về cái hành vi vi phạm liên quan đến xe đó. Cơ giới, Công an tỉnh Hà Nam đã thực hiện khảo sát, nâng cấp, bổ sung các thiết bị nhằm phục vụ công tác đăng ký xe tốt nhất. Song song đó, phân công cán bộ thường trực giải quyết hồ sơ cũng như mọi thắc mắc của người dân liên quan đến thông tư mới. Việc tổ chức tập huấn thì Phòng Cảnh sát Công an tỉnh Hà Nam cũng đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh duyệt mua sắm, trang cấp những thiết bị phục vụ cho công tác đăng ký xe. Và đến ngày 14 tháng 8 năm 2023, trước cái ngày mà thông tư có hiệu lực thi hành ấy, thì cái công tác chuẩn bị về nhân lực, về cơ sở vật chất, điều kiện cơ sở vật chất của lực lượng đăng ký xe Công an tỉnh Hà Nam đã cơ bản được đảm bảo. Việc cấp biển số định danh quản lý theo mã định danh của chủ xe giúp cơ quan nhà nước trong công tác quản lý được chặt chẽ, nhanh chóng, thuận lợi, giảm thiểu nguồn nhân lực, tiết kiệm thời gian, giảm bớt chi phí lưu trữ, góp phần thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số quốc gia. Đây cũng là bước đệm đầu tiên để tiến tới cấp đăng ký xe điện tử, tạo thuận lợi trong việc tích hợp với ứng dụng định danh điện tử VNEID. Người dân không phải mang nhiều loại giấy tờ khi tham gia giao thông, cũng như khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc khi giao dịch trên môi trường điện tử, giảm thời gian và chi phí đi lại của người dân nhưng vẫn đảm bảo thông tin chính xác, nhanh chóng và hiệu quả. Liên quan tới việc Ngân hàng Nhà nước hoãn thi hành một số các nội dung trong thông tư 06 về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng đã kích hoạt lực cầu bắt đáy và giúp các chỉ số chứng khoán phục hồi. Chỉ số chứng khoán đã hồi phục trở lại và khởi động năm 2023 với diễn biến tích cực, với nhiều nhóm ngành phục hồi rất mạnh mẽ, vượt trên mức tăng của chỉ số chung như là chứng khoán, xây dựng, vật liệu xây dựng và bất động sản. Theo các chuyên gia, thì chứng khoán bất động sản hiện vẫn còn dư địa đầu tư. Theo các chuyên gia tại hội thảo tích lũy vị thế sẵn sàng bùng nổ, thì lãi suất điều hành đã tạo đỉnh và đi xuống sau 4 lần hạ lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Dù thời gian gần đây đã có nhịp điều chỉnh mạnh, chứng khoán Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục đi lên. Thị trường đang ở giai đoạn tích lũy đi lên khi chính sách tiền tệ kích thích ở hai yếu tố, niềm tin tăng trở lại và lạm phát, lãi suất ngắn hạn và lợi suất trái phiếu giảm, thị trường chứng khoán tăng. Thế nên các phiên giao dịch đầu tháng 8, cổ phiếu bất động sản tiếp tục được dòng tiền ưu ái với lực hút rất mạnh nhằm thu hút giới đầu tư. Cái chính sách mà tôi cho rằng là quan trọng nhất đó là phải hạ chi phí vốn của nền kinh tế xuống. Và đây là một trong những cái mục tiêu mà chính phủ cũng đã thực hiện xuyên suốt trong năm 2023 vừa rồi, sau 4 lần hạ lãi suất. Và cái chính sách thứ hai đó là tiếp tục phải khơi thông cái việc là đầu tư công. Vì đầu tư công là một trong những cái mảng giải ngân rất là quan trọng và có thể là thúc đẩy đưa tiền vào nền kinh tế, qua đó luân chuyển qua các nhóm ngành và tạo ra cái động lực cho lực cầu thị trường phục hồi và thị trường bất động sản phục hồi. Chúng tôi nói đến là cái khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư nó sẽ quyết định mình chọn một cái rổ danh mục đầu tư để nó phù hợp với cái mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vì một cổ phiếu được kỳ vọng thì nó cũng có thể là nó sẽ tiếp tục tăng trưởng vượt cả cái kỳ vọng đó, nếu như trong trường hợp mà gọi trường hợp tích cực đi, khi mà tất cả các vấn đề kỳ vọng nó đều xảy ra, thậm chí nó sẽ tốt hơn như vậy. Và những cái cổ phiếu dự định đã thấp thường là nó cũng đã chạm đến một cái ngưỡng gọi là giá trị an toàn, thì cái nó thuộc nhóm phòng thủ, thì cái rủi ro của cái cổ phiếu thấp hơn. Thì tôi cũng xin nói chia sẻ một cách ngắn gọn là như thế này: với những cái chia sẻ vừa rồi thì mình thấy rằng định giá của ngành ngân hàng và ngành bất động sản nó vẫn đang là một cái mức độ rất là hấp dẫn và an toàn. Các chuyên gia cũng đánh giá thị trường chứng khoán đang bước vào chu kỳ tăng mới. Nhìn lại chu kỳ quá trình từ đỉnh đến đáy, thị trường được xác lập thường kéo dài trung bình 24 tháng. Có thể nói, với chu kỳ khó khăn của ngành bất động sản, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản hầu hết đều kém tích cực, giá trị mở bán mới vẫn tiếp tục xu thế sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn đối với những doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Đó trước hết sẽ là hưởng lợi từ đầu tư công trong tương lai nhờ chiến lược triển khai phù hợp và có khả năng mở rộng quỹ đất với giá vốn hợp lý, đặc biệt tại các vị trí đắc địa ngay liền kề các dự án hạ tầng trọng điểm. Thưa quý vị, ở đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam năm 2022, Miss Grand Việt Nam vừa khép lại sau màn gọi tên và trao vương miện cho Lê Hoàng Phương, nữ kiến trúc sư đến từ Khánh Hòa. Lê Hoàng Phương ngay từ đầu cuộc thi đã được đánh giá là một chiến binh sáng giá của đấu trường Miss Grand Việt Nam năm nay. Trước đó, người đẹp từng 3 lần dự thi Hoa hậu, lọt top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019
và sau đó là top 5 ở mùa giải năm 2022. Cô gái sinh năm 1996 này từng tốt nghiệp ngành kiến trúc thuộc Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Vì vậy ở mỗi sân chơi, Hoàng Phương luôn lan tỏa câu chuyện về phái nữ chọn học và thành công với nghề kiến trúc sư. Bên cạnh ngôi vị hoa hậu, Hoàng Phương còn chiến thắng giải phụ thí sinh có mái tóc đẹp nhất, top 5 người đẹp biển. Với kết quả này, tân hoa hậu Lê Hoàng Phương sẽ là đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International năm 2023 tổ chức vào tháng 10 sắp tới tại Việt Nam. Hôm nay, thời tiết hai miền Bắc Nam bắt đầu tăng mưa, có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối. Đợt mưa sẽ kéo dài đến trước kỳ nghỉ lễ và giảm dần. Thời tiết sẽ thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch của người dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào đêm ngày 27 tháng 8, rãnh áp thấp đang bị khối không khí lạnh đầu mùa nén và đẩy từ phía Bắc xuống. Trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc sẽ xuất hiện đợt mưa với lượng phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Từ ngày 29 tháng 8, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh đầu mùa nên nhiệt độ giảm, thời tiết đa phần tạnh giáo. Giai đoạn từ mùng 1 tháng 9 đến mùng 5 tháng 9, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rất đẹp, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc, phù hợp cho các hoạt động du lịch, dã ngoại và lễ hội. Trong khi đó, giai đoạn từ mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 9 có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to ở miền Nam Bộ. Gió Tây Nam trên biển và ven bờ khu vực từ Kiên Giang tới Bình Thuận thổi mạnh, cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6. Tàu thuyền nhỏ cần chú ý đề phòng.